Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 72 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện thị xã thành phố, nhiều nhất trong một ngày từ đợt dịch thứ tư. Trong đó, huyện Yên Mỹ ghi nhận 45 ca bệnh. Trong số 45 ca ở huyện Yên Mỹ, xã Nghĩa Hiệp có 18 ca, xã Việt Cường có 2 ca và xã Tân Lập có 2 ca đều đang điều tra dịch tễ. Các ca còn lại là công nhân công ty thiết bị điện Liên Gia, công nhân công ty Power Republic về từ Hà Nội và F1 ghi nhận tại ổ dịch thôn Trai Trang. Các huyện Văn Giang ghi nhận 4 ca, Văn Lâm ghi nhận 2 ca, đều là F1 đã được cách ly. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 8 ca, trong đó có 5 ca là F1 liên quan F0 tại công ty may Minh Anh, một nhân viên công ty giao hàng của Hà Nội và 2 công nhân công ty Ngọc Tề. Huyện Ân Thi ghi nhận 5 ca bệnh, trong đó có 1 người trở về từ tỉnh Bình Dương và 3 F1 đã cách ly và 1 ca chưa rõ nguồn lây. Huyện Phù Cừ ghi nhận 2 ca trở về từ tỉnh Bình Dương đã được cách ly ngay sau khi về địa phương. Huyện Khoái Châu ghi nhận 1 ca là F1 đã cách ly. Thành phố Hưng Yên ghi nhận 1 ca, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đều ghi nhận 2 ca qua xét nghiệm sàng lọc. Hiện các địa phương đang tiếp tục điều tra dịch tễ để truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, đồng thời tuyên truyền thực hiện nghiêm công điện 3134 ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp khống chế dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là việc tạm dừng các hoạt động cưới hỏi.